ơi. Bà làm sao đấy hả? Bà sao bà khóc ghê thế? Ông mày đi xa, bà ở nhà một mình không quen nữa. Ôi giời ơi bà ơi. Ông lên tỉnh có mấy hôm rồi ông về. Ông đi xa mà bà khóc cứ như là ông khuất núi rồi. Ghê chết đi được. Này, thằng mất dạy nè. Thôi, ông vả cho mày một cái bây giờ chứ. Tôi lên tỉnh có việc vài ngày tôi về nhá. Vài ngày thôi, làm gì mà khóc ghê thế. Nhưng mà tôi nhớ mình, tôi không chịu được. Thôi được rồi, tôi đi vài ngày tôi về. Này, dạ. Hai đứa ở nhà nhớ trông nom bà cẩn thận. Dạ. Về mà có chuyện gì chúng mày chết với ông đấy nha. Dạ vâng ạ. Thôi, em ở nhà đã có con sen rồi. Ừ. Thằng Nô, dạ. Mày là phải đi với ông để xem ông ăn uống thế nào còn chăm ông cho bà nghe chưa? Dạ, vâng cho nó đi theo mình. Không cần, không cần. Mày ở nhà trông bà. Ở nhà cần phải có người đàn ông. Dạ. Tôi đi việc quan trọng. Lên tỉnh có vài ngày thôi mà. Nhớ đi nhá. Nhớ lời ông dặn đi nhá. Dạ. Ừ. Con sen đâu? Con sen đâu? Sen ơi! Sen! Làm cái gì mà lâu thế? Sen! Dạ! Làm gì mà lâu thế? Thôi. Dạ, ông ơi con sen đây. Mày làm cái gì mà lâu thế? Mày làm cái gì mà lâu thế? Dạ. Ở nhà chăm nom bà cẩn thận, nhớ chưa? Cái gì thế? Dạ, con luộc thêm mấy quả trứng để cho ông đi đường, lỡ ông đói ông ăn. Đưa đây. Làm việc rồi. Mình ơi, mình gặp mấy quả trứng đi đường cho nó đỡ đói nhá. Rồi. Đi nhanh rồi mình về với tôi đi nhá. Rồi. Mình đi dạ. Nhá. Okay à. Dạ, chào ông ạ. À. Này, dạ. Mày khóc cái gì đấy? Con khóc, con thấy bà khóc thì con khóc theo đấy. Vớ vả vẩn nào. Liệu cái thần hồn đấy nhá. Hai đứa mày nghe thấy ông dặn cái gì chưa? Ông đi vắng nhá. Về nhưng mà bà có vấn đề gì hai đứa chúng mày chết với ông nhá. Nghe bà dặn đây này. Dạ. Tối bà có khách quý. Khi nào mà bà gọi thì mới được lên. Chứ còn không thì cút xéo cho bà nhờ. Biết chưa? Dạ. Biết rồi. Ơ, cái thằng này bú láo. Đừng vào đây. Ủa, ngồi xuống đây. Làm cái gì mà cứ như được. Này, thế sao hôm nay lại dặn thế? Lúc nào mà chả dặn. Làm sao? Dặn một nứt rồi phải không? Lại thẳng. Nứt toác cả dao rồi đây này. Này, cha đâu rồi? Đi rồi, lên huyện rồi. Tôi dự phải dăm hôm nữa mới về cơ. Thôi, tranh thủ. À, không, từ. Nói chuyện cái đã đi theo. Mà này. Ừ? Hôm nay ở lại đây đi. Ở với tôi một đêm. Rồi tha hồ mà tâm sự nhá. Không được đâu. Tôi bác sẵn nồi cháo gà rồi. Rồi có gì đêm mình bồi dưỡng nhá. Ừ. Cháu thì có thể ăn vội ăn vàng xong rồi tôi phải về chứ để. Đi tuần đến canh ba là phải về chứ. Đi qua đêm làm sao được. Làm sao mà không qua được. Ừ, vậy thế thì có phải nát nhà. Thế thì về luôn đi. Đi về đi. Ở lại làm gì? Ừ. Này. Mày không nhớ câu mọi khi vẫn nói sau trận mưa rào là cái nhà nào về nhà ấy cho nó lành. Ừ, thế à? Ừ. Thế thì thôi. Tạnh rồi đấy. Ông đi về đi. Đang mưa đâu mà tạnh. Tôi bảo tạnh là tạnh. Bây đi giờ về đi. Bây giờ mày mới kéo đến ồn ồn cái kìa. Tôi bảo tạnh là tạnh. Tạnh rồi, đi về, không nói nhiều, về đi. Ồ, thế tạnh rồi à? Mất cả hứng. Này, cẩn thận nhá. Đường trơn trượt, rồi ngã ra đấy thì khổ. Đã mưa đâu mà trơn trượt. Tưởng thế nào? Ừ. Hóa ra, sợ con mụ ở nhà còn hơn cả sợ cọp. Đây thì biết tổng ra. Cũng giống giống cái thằng ấy. Thằng nào? Cái thằng đi huyện ấy. Thế tôi chả rủ thằng ấy ở lại với tôi còn gì nữa mà. Lòng vả nó chả như lòng súc. Khẩn trương. Gần canh hai rồi. Đây nói cho mà biết nha.
Vừa nãy là bảo là mưa rào đúng không? Ừ. Mưa là phải cho ra mưa đấy nha. Ừ. Là phải rào, phải ào ạt nha. Nha, là phải sấm chớp đùng đùng nha. Chứ đây không chơi với mưa ngâu đâu nha. Lát phà lát phát đâu nha. Rồi. Ôi. Chết rồi. Để gọi nhá. Từ từ. Chứ giờ bây giờ làm sao? Khổ quá. Nhưng bây giờ gọi bà thì cũng bị ăn đòn, mà không ra chỉnh ông, không mở cửa cho ông thì cũng bị ăn đòn. Thế bây giờ theo mày phải làm thế nào? Cái gì? Theo mày phải làm thế nào? Này nhá, mày đừng có láo nhá. Tao cho mày một phát rơi răng ra đấy nhá. Mày à? Em quên mất, em cố quá em quên mất. Bây giờ em cũng chưa bao giờ rơi vào cái cảnh này cả. Bây giờ theo anh phải làm thế nào anh nô? Khổ quá, tao sống đến từng ngày tuổi rồi, tao cũng chưa bao giờ gặp vào cái hoàn cảnh nó lại éo le như thế này. Ui giời ơi, thì còn đứng đây gì phân tích nữa. Khổ quá thế, nhưng mà bây giờ gọi cửa thì cũng bị ăn đòn, mà không ra báo thì cũng bị ăn đòn. Thế bây giờ mày nghĩ hộ tao xem có cái cách nào mà nó không bị ăn đòn không? Em có cách này. Cái gì mày nói đi. Hay là bây giờ anh đi vào anh gọi cửa anh bẩm bà, còn em đi ra ngoài cổng em mở cổng cho ông, như thế là cả hai đứa mình đều không bị ăn đòn. Cả hai đứa không bị ăn đòn. Thì bây giờ thì gọi cả hai người thì không ai bị ăn đòn. Ôi trời, mày ngu thế. Tao gọi bà tao bị ăn đòn, mày ra mày mở cửa cho ông mày cũng bị ăn đòn. Mày hiểu chưa? Thế này, cả tao và mày cùng đứng đây gọi bà, sau đó rồi ra trình ông. Các cụ bảo là lệnh ông không bằng còng bà. Mày hiểu chưa? Mình gọi bà trước, mình trình ông sau. Hả? Hiểu chưa? Thế cũng được. Thế nhưng mà tí nữa ông đánh cho thì anh chịu đấy nhá. Thôi được rồi, cứ được việc đã. Cái gì? Ai đấy? Dạ con bà ơi. Con nào? Thằng Nô à? Dạ vâng. Bảo dặn mày thế nào? Dạ con nhớ lời bà dặn rồi. Thế nhưng mà không chỉ mình con đâu, còn có cả con Sen nữa. Mày nói đi. Bà ơi, gấp lắm rồi. Con đây, con Sen đây bà ơi. Bà mở cửa ra. Gấp cái gì? Để lúc khác giải quyết. Bà ơi, thế con ra ngoài cổng, con bảo ông đợi đến mai nhá. Cái gì? Mày bảo cái gì? Ông về rồi bà ơi. Tôi chết rồi. Ông về bây giờ làm thế nào? Nhà có cửa sau không? Không, khổ quá. Nhà tôi chỉ có một cửa thôi. Mở cửa tôi chạy nhanh. Bây giờ ra đấy để mà gặp ông ấy hả? Thế làm thế nào? Mày rồi, vẫn đang ở ngoài cổng. Bây giờ tôi thử ra ngoài đấy xem thế nào nhá. Cần thiết để tôi chui rào. Bà ơi, ông về thật đấy à? Dạ vâng, ông đi tỉnh, ông đang đứng chờ con ra mở cửa đấy ạ. Bây giờ làm thế nào bà? Này bà dặn nhá. Dạ. Thằng Nô, mày ra ngay ngoài cổng. Dạ vâng. Mày đánh lạc hướng ông, giữ cho đông càng sớm càng tốt. Đi nhanh lên. Ai nhầm, càng lâu càng tốt đấy. Bảo cuống quá, nhanh lên. Ôi khổ quá bà ơi, nhưng mà bà bảo con là đánh lạc hướng ông. Ừ, cái giờ đêm hôm muộn như thế này, bà bảo đánh lạc hướng là đánh như thế nào? Bây giờ chuyện của mày nhá, mày nói ít thôi, đi ra nhanh lên. Không, nhanh. Nhưng mà khổ quá, bây giờ chỉ còn cái nước là ông đánh con thôi bà. Tặc địch nước. Thế bây giờ làm thế nào? Như thế người ta gọi là hạ sách thượng sách thế này. Chưa thế nào cả. Đúng rồi, bà nghĩ ra rồi. Thằng Nô nhá. Dạ. Bây giờ mày chạy ra ngoài cổng nhá. Dạ vâng. Mày mở cửa mày đón ông vào nhá. Dạ vâng. Thế là ông đi vào đây, ông ấy nhìn thấy mày đấy, thế là bà mới vu lên, bà bảo là mày tặng tựu với cả ông Tuần đây. Mày nhớ chưa? Mày phải nhận cho bà. Mày nhớ chưa? Không được đâu bà ơi. Phải lo cả. Không. Bà cho tiền mày, không. Mày yên tâm. Bà chỉ giả vờ mắng mày mấy câu thôi. Thế xong rồi là mày cứ đi vài hôm, rồi mày chạy về, được chưa? Không, con không làm thế đâu bà ơi. Làm sao mà không làm được? Con không nhận được đâu. Này, con này nhá. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nhá, tao cho mày ăn, tao cho mày mặc, bây giờ mày trả ơn tao như thế à? Hả? Bà nuôi con biết ơn bà. Nhưng mà việc nào ra việc đấy, riêng việc này con nhất thì không nhận được đâu. Tại sao không nhận? Bà ơi, nó không dám nhận đâu. Làm sao? Nó mà nhận tặng tiệu với cả ông Tuần ấy thì ông nổi cơn ghen oánh chết à.
đâu nhỉ? Minh ơi! Minh! Minh ơi! Ơ? Đâu rồi? Ui giời, ui giời ơi. Thế giờ vẫn còn ngủ đấy à? Hả? Thế bây giờ chưa chảy chưa chật rồi mà ông vẫn còn ngủ là thế nào? Ôi ôi, suốt cả đêm hôm qua tát ao, mệt mãi cả người. Vừa chợp mắt một tí lấy sức mà bà gọi loạn cả lên, cứ như là cháy nhà ấy. Có việc gì? Không cháy nhà thì sao? Thì vợ thì dậy sáng sớm. Bây giờ tôi ra đồng tôi làm một mớ cua rồi thì ông vẫn ngủ. Thế tôi không gọi ông định ngủ đến tối à? Ngủ đến tối chứ còn gì nữa? Tát ao cả đêm còn gì? Giời ơi. Có việc gì? Hay là... chả nhờ được cái tích sự. Này, tôi hỏi đây. Này, tôi hỏi ông là cháy đâu? Cháy đâu? Thôi. Khổ quá, đang mệt. Để người ta nghỉ ngơi chút thì chiều còn đi cày. Ông lại nghĩ cái gì đấy? Ông lại nghĩ bậy đấy à? Tôi hỏi ông là cái cối nó nằm đây thì cái chày đâu? Cái chày dã cua à? Thế không dã cua thì dã cái gì? Này, bà là người thường xuyên dùng đến chày nhá. Thế bây giờ nó ở đâu thì bà phải biết chứ, bà hỏi tôi. Thế tôi không thấy thì tôi mới hỏi ông, chứ tôi thấy nó rồi thì tôi hỏi ông làm gì nữa? Cái chày cũ đâu? Cái chày cũ làm gì con, nó gãy rồi. Gãy chày? Ừ. Bà là rất tốn chày nhá. Người thì gầy, tay thì bé. Dã gì mà dã khỏe thế? Dã gãy cả chày ấy. Thì đồ dùng lâu rồi thì phải gãy thôi chứ. Mà tôi đã bảo ông là đẽo cho tôi cái khác. Thì bây giờ này vẫn chưa đẽo là sao? Bao nhiêu ngày nay rồi? Làm gì có thời gian. Thôi được rồi. Để tôi vào tôi ngủ tối tôi đẽo. Thôi, không ngủ nữa. Đi đẽo cho tôi cái chày khác. Mà để đến tối thì chết hết của tôi à? Mà thôi, bà ra hàng xóm mà mượn cái chày đi. Về mà dã. Nhá. Thế thì ông đi ra xong mượn cho tôi đi. Tôi đàn ông đàn đang sang mượn cái chày. Mượn cái chày thì làm sao? Nó mang tiếng ra. Mà tôi thì bà thử biết rồi. Cứ nhìn cái thằng xếu ấy tôi ngứa mắt, khó chịu. Người thì cứ cao ngọc có nghều như gì, cao lêu đêu như cái xào chọc bưởi ấy. Lúc nào giọng nói thì có vẻ văn hoa chữ nghĩa, có vẻ nho nhã lắm ấy. Nhìn nói chung là rất ngứa mắt. Ê, hóa ra là không được thanh tao như người ta. Thế nên là sinh lòng là ghen tị à? Cái gì? Thanh tao à? Hả? Cái loại dài lưng tốn vải, ăn thì không nên đòi, nói không nên lời mà thanh tao. Mà bà thích cái kiểu thanh tao ấy gì? Sang đây mà ở nhá. Đây đi ngủ. Giời ơi. Này. Này. Được rồi, thế thì không đưa tôi cái chày nhà. Tôi á, tôi đi dùng chày hàng xóm. Bác Cải ơi. Bác Cải. Ôi này này này. Bác Cải ơi. Cô bưởi hay bé mồm thôi. Cô đi vào đây. Ui giời. Cô cứ đứng đấy cho nó sủa ầm hết cả lên. Có sao đâu, em đi nhà nào chả bị chó cắn suốt đi mà. Thế là thế nào? Bác không phải lo. Tôi không phải lo cô bị chó cắn. Mà tôi lo là lo cô đứng đấy, chó nó sủa ầm ĩ cả lên để đánh thức giấc ngủ của vợ tôi. Úi dồi, giờ này mà bác Cải bác ấy vẫn còn ngủ á? Chưa chày chưa chật ra rồi. Em là từ sáng đến giờ là làm mấy mớ cua rồi đấy. Nhưng mà vợ tôi nó đi làm về mệt. Tôi để cho cô ấy ngủ thêm chút nữa cho nó khỏe. Ê, tôi còn đang linh lồi cháu gà đợi cô ấy dậy mang lên cho cô ăn để cô còn đi làm. Thế cơ à? Thì bác Cải nhà mình thế mà tốt phúc thật đấy. Chẳng ngủ cho em. Thế sao? Thì cô sang đây có việc gì? Em sang đây có việc gì nhỉ? Ờ. À, em nhớ rồi. Bác, cái chày bác đâu? Cái gì? Cái chày ấy hả? Vâng. Chày thì nhà nào chả có, thế cô hỏi chày nhà tôi làm gì? Bác cho em mượn tạm một tí được không? Chày nhà cô làm sao mà phải mượn? Cái chày nhà em nó gãy mất rồi. Ui giời ôi, gớm. Giá cái gì mà giá mạnh thế, giá gãy cả chày. Khổ nỗi là tại vì cái chày nhà em nó yếu, chứ không phải là em giá mạnh. Chày nhà em mà khỏe như nhà bác thì em đã sướng. Được rồi.
chờ tôi một tí. Dạ. Tôi vào tôi lấy cái chày cho nhà cô mượn. Bác Khải dậy rồi này. Nhà có mỗi cái chày, cho mượn để tí tôi lấy gì tôi giã. Chả là nhà cô mới bắt được mớ cua. À thế tí, tí mình lại phải giã. Ngày nào tôi chả giã. Rồi, thế để tôi bảo. Ê cô Bưởi ơi, thế tí nhà tôi nó lại phải giã rồi. Thế cô thông cảm, tôi không cho mượn được đâu. Ơ kìa. Sao? Nào em có nói là không cho mượn đâu. Thế là như thế nào? Ý của em ý là có việc gì thì mình cũng phải nói qua với em một câu. À. Hai vợ chồng bàn bạc. À. Thế xong rồi thì cho mượn. Rồi chứ tóm lại em là em có khó dễ gì với ai đâu. À thế tóm lại là cho mượn. Cô Bưởi đợi tôi tí, tôi vào tôi lấy chày cho. Vâng. Em cảm ơn bác. Ừ. Này. Ui giời, bác Cải sướng nhỉ. Thì bác ra lại cứ nghe lời bác Cải răm rắp. Đây. Đây. Chày đây. Vâng, em muốn. Ui giời. Cái chày nhà bác nặng thế, vừa to lại vừa dài lại vừa nặng nữa. Ê chèn, chày nhà tôi mà lị. À thế thôi, cô ở đây nói chuyện với nhà tôi. Mình ạ, ông Phú ông thuê cày cho thửa ruộng. Thế à? Tí quên mất, tôi linh lùi cháu gà rồi đấy. Tí mình ở nhà bác lên mà ăn nhá. Không, tôi phải chờ mình về tôi mới ăn được chứ. Thôi, tôi đi nhá, tôi đi. Ấy, cái gì? Lại quên rồi. À đúng rồi, tôi đi nhá. Mình đi nhá. Đi nhá, sớm thì là về sớm với tôi đi nhá. Bác. Cái gì đấy à cô? Bác cho em hỏi. Thế sao hai vợ chồng nhà bác bằng từng này tuổi rồi bác vẫn còn tình cảm thế? Thì người ta đã bảo rồi, đàn bà chúng mình ấy mà, hơn nhau là ở tấm chồng. Nhà tôi thì cũng chả có của nả gì đâu. Thế nhưng mà được cái thì ông ấy thường tôi lắm. Thì lúc nãy bác ra thì ghé vào tai bác thì nói thầm cái gì đấy? Con nói thầm cái gì đâu hả cô? Gần cứ tự dưng cô hỏi tôi ngượng ý. Chả giấu cái gì cô. Ngày nào cũng như ngày nào. Đi đâu thì đi chứ trước khi ra khỏi nhà là ông ấy cứ phải thơm tôi một cái thì mới được. Thơm vào má thế này. Thế từ thuở bé đấy rồi em lại chưa được chồng em nó thơm em cái nào cả. Ông nhà tôi ngày xưa ông thế đấy. Mỗi lần như vậy là cứ kêu là tôi ngượng lắm. Rồi là bà con thì nhìn thấy thì thế nào. Nhưng mà mình muốn cái gì hay là mình thích cái gì thì mình phải nói thì các lão ấy mới biết được. Thích cái gì thì phải nói à? Vâng. Được rồi, thế em đi về nhá. Vâng. Thế cô về nhá. Vâng, chào bác nhá. Ôi giời ơi, sao mình lại ngu dốt thế cái này. Tự nhiên lại bảo sang hàng xóm mượn chày đấy. Đúng là không có cái dại nào trong. Đó. Đưa cái giỏ đây. Ông làm cái gì đấy hả? Không có cua với cá gì hết. Ngồi ra đây tao nói chuyện. Chuyện gì? Thì sang mượn cái chày. Thế này mượn cái kiểu gì mà mượn đến nửa ngày mới về thế hả? Hả? Mượn chày về đây để giã hay là bà lại giã cua bên đấy rồi? Ô này, thế là ông đang ghen đấy à? Hả? Thế sao lúc nãy bảo là không ghen tị gì với cái thằng ở nhà đấy? Thế bây giờ thì đi một tí để ở nhà lồng lộn lên. Ghen đâu mà ghen? Bảo đi thì vắt chân lên cổ mà đi. Làm cái gì đó phải nhanh tay lên, nhanh chân lên. Thế tôi hỏi ông nhá, cái chày nó to như thế này làm sao mà vắt chân lên cổ mà đi được? Có cái gì mà phải... Đấy. Giời. Cái thằng này đúng rồi. Người làm sao được của chiêm bao là vậy. Cứ thích thể hiện ấy. Cứ chảy ra cái con cua thì việc gì cần phải to và dài thế này. Tôi nói cho ông biết nhá, nhà người ta hơn nhà mình khối ra. Tôi nhìn thấy mà thèm. Thèm à? Ừ. Đấy, cầm đấy mà ăn. Này, cầm đấy mà ăn. Thèm. Về nhà nhìn cái cảnh chán buồn lắm. Sao mà buồn? Hả? Thì sao đấy? Sao đấy mà học? Cứ thằng đấy mà tôi phải học á? Học cái gì ở nó? Tôi nói cho ông biết nhá, nhà người ta ấy, tuy nghèo hơn nhà mình đấy, thế nhưng mà nó tình cảm với nhau lắm. Chứ không như nhà mình mà mồm rất là khắc khẩu. Ai là mà chịu nổi? Buồn, nghĩ nó buồn lắm. Ui, sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà
Tình cảm cái gì nữa? Sao lại không tình cảm? Này tôi nói cho ông nghe nhá, ông sang đấy mà học hỏi. Vợ chồng nhà người ta nhá, sáng nào là trước khi đi làm là cũng tình cảm, nói lời ngọt ngào, thơm vợ một cái đấy. Ông đi sang nhà mà học người ta đi. Học hôn á? Ừ. Ngại lắm rồi. Ôi trời, tình cảm thì có cái gì đâu mà ngại, học đi. Nhưng mà này, bà thích thế à? Tôi thích đấy. Tất cả là vì bà đấy nhá. Thôi được rồi, từ sáng mai tôi sẽ học. Đấy, lại cắm cả cắm cổ ngay được. Ô, này. Ông đi đâu đấy? Hả? Đi đâu đấy? Xấu hổ đi về chứ đi đâu? Sao lại xấu hổ? Đưa đây xem nào, quay đây xem nào. Sao lại xấu hổ? Có phải ông vừa sang nhà hàng xóm vừa học mới về không hả? Rồi. Học rồi, thế thực hành đi. Tôi. Làm đi. Bài học này nói chung là nhớ suốt đời rồi. Nhớ suốt đời thì cứ làm đi, nhảy lên người ta đợi. Không làm được nữa. Không làm được nữa. Thế học rồi, thế kết quả thế nào? Kết quả thế này. Ô, sao đấy? Hả? Thế này là thế nào? Thế nào là cái gì? Bà bảo tôi là sang hàng xóm mà học hỏi. Trước khi đi làm phải hôn vợ nó một cái. Thế vừa mới hôn cái chồng đập nó tím mắt thế này. Ôi giời ơi. Tôi nói ông đi sang đây học hỏi người ta. Tức là ông đi sang đây ông nhìn cái cách của chồng người ta hôn vợ người ta. Rồi ông đi về ông hôn vợ ông. Chứ tại sao ông lại đi hôn vợ người ta? Ôi giời ơi là giời. Thế là ông hôn vợ đó rồi à? Hôn rồi bị ăn đòn đấy chứ. Thôi, cái mắt này vừa bị nó đấm rồi. Vừa bị đấm xong à? Không nghe lời vợ thì nát nhà, mà nghe lời vợ thì bị ăn đòn. Khổ lên tôi không. Dạ đây. Ông chó đây. Dạ cậu ơi, cậu đi theo con à, Dạ đây, đi đằng này. Đằng này. Ôi Đây. Đây ông chó đây. Này. Mày dắt con chó của ông đi đâu mà? Con phải vừa đưa cậu đi tắm xong đấy. Hôm qua trời mưa, cậu nghịch rủ bẩn hết cả người, hôi rình ra không chịu nổi. Ừ. Cậu ơi, cậu ngồi xuống với con với. Mình thì hôi ám này, không bao giờ được nói chó của ông là hôi ám. Nó còn thơm hơn chán bạn mày. Có mày hôi ấy. Ôi kìa. Ôi giời ông ơi, cho cậu đi tắm xong, con phải đưa cậu đi đồng đấy. Hôm qua ông cho cậu ăn nhiều thịt quá, bây giờ cậu bị táo bón đây này. Ô, quay là nó ăn nhiều thịt thì phải đi té re ấy nhỉ. Sao lại đi táo bón được nhỉ? Thì thế mới là chó của ông ạ. Này, ông truyền đời báo kiếp cho chúng mày biết nhá. Chó của ông mà phải chăm nom cho nó cẩn thận vào, hiểu không? Con chó của ông mà nó bị làm sao ấy là chúng mày cũng không xong với ông đâu. Không xong, không xong thế nào ạ? Ông là ông luôn coi chó như con, mà coi con như chó, hiểu không? Thế là thế nào ạ? Thế là thế nào? Thế là chúng mày phải đối xử tốt với chó của ông. Chứ không là ông đối xử với chúng mày không ra chó gì đâu. Ok. Vâng. Vào trong kìa. Dạ vâng ạ. À, cậu ơi, cậu đi theo con ạ. Nữa. Đây. Xong rồi. Chưa xong. Xong rồi mới lại. Chưa xong. Xong rồi. Tôi bảo là chưa xong rồi, chưa xong rồi, sao mà xong rồi? Tao bảo xong rồi mà mày... Này, tao nói mày biết chưa xong nhá. Ơ, mày tao với ai đấy hả mày? Em xin lỗi, nhưng mà tôi nói cho ông biết. Việc ấy làm sao mà đã xong được, ông bảo là xong rồi. Nhưng mà anh bảo là xong rồi mà mày cứ hay nhỉ? Xong rồi, tức là con chó nó cắn xong rồi. Nào. Nhưng mà chủ con chó là chưa xong được. Thì đấy. Thôi. Này này, tại sao chúng mày sang đây một đứa bảo xong rồi, đứa bảo chưa xong.
xong rồi cãi nhau loạn xì ngầu lên. Cứ chúng mày cứ có mặt ở đâu là lành ít dữ nhiều. Thôi chúng mày biến đi. Này. Anh em nhà tôi sang đây ấy, là có việc quan trọng đấy. Liên quan đến một mạng người đấy nhá. Lại một ân tình đấy. Rồi, mà kệ ông ấy. Anh em đi về. Từ từ đã. Thôi nào. Xin mời. Ngồi lên đây. Cho phép. Ngồi lên. Thôi thì đằng nào cũng một công đã đến đây rồi đúng không? Thế thì nói cho tôi biết mạng là như thế nào ấy. Này, anh tôi bảo. Thế liệu có giúp ông ấy không? Giúp. Dù sao thì dòng họ nhà ông ấy, đời cụ thì đã nợ nhà mình một mạng người rồi. Tôi hiểu, tôi bây nhớ giờ anh em lại cho ông ấy một cái ân tình nữa. Đúng rồi, đời anh em mình lại cứu ông thêm một mạng nữa cũng chả sao nhá. Thế có chuyện gì nói cho tôi biết đi. Chuyện nó là như thế này nhá. Ông nhìn lên. Đấy, ông thấy chưa? Điềm đấy, điềm báo đấy. Báo là cái gì? Chả là thế này. Lúc trời chưa mưa, khi hai anh em tôi vừa ra đến đầu làng thì nhìn thấy xa xa ở phía gốc đa có tiếng kêu thảng thốt rồi oăng 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 oăng. Tiến lại gần hơn thì thấy tiếng kêu thất thanh của một ông quan lớn. Thế à? Bị một con chó dữ nó cắn vào chân thế này này. Máu chảy ròng ròng. Rồi ông quan bị chó cắn thì nên liên quan chó thì nên chó nhà thôi. Sao lại không liên quan đến chó nhà ông? Tiến lại gần hơn thì quan quân đã chuẩn bị sẵn sàng ở đấy để đi tìm chủ con chó. Mà ông biết rồi, làng này là cấm thả chó ra đường mà ông vẫn thả chó ra đường đúng không? Có, nó tự đi. Mà con chó nhà ông là con chó dữ nhất cái làng này, ai cũng biết có đúng không? Thì chả chó nhà ông cắn thì chó nhà ai? Thôi, anh em đi về. Một mạng người đấy, ở đây rồi lại vạ lây thì khổ. Thôi, đã giúp thì giúp chú chót nhá. Làm cách nào bây giờ? Tôi thì, bây giờ làm cách nào hả cậu? Thì có giúp không? Làm cách nào? Ông để con nghĩ ra chứ, ông cứ sồn thì con nghĩ làm sao được. Khát hết cả nước thế này này, ông rót cho con bát nước đi. Đây. Uống nước đi cho người nghĩ hộ nhá. Ông rót cho em con bát đi. Có ngay. Nghĩ ra rồi. Một mạng chó đổi lấy một mạng người. Có đáng không ông? Đáng. Ê, đáng quá đi chứ lì. Đượm gì? Đây. Ngon thật. Thấy được không? Con chó đuôi nó dài như thế. À gì thì ngon. Hai đứa chúng mày ăn cái món gì mà... À không à? Ông ở trong nhà mà ông thấy thơm nước hết cả mũi. Làm tí không? Cho ông một chén rượu nào. Này, này, phải nói là chúng mày nấu ăn cũng được đấy. Thơm. Tao nằm bữa giờ mà tao không thể nào ngủ được. Tao đành dậy. Này. Đấy, được món gì đấy? Đây. Món đấy ông à? Ông bố bố ông đây. Nó là món gì? Nó cứ làm chén rượu đã. Làm chén rượu đó ông. Thịt chó ngon nên là rượu nữa thì à bây giờ đấy. Tuyệt vời. Bây giờ nói cho ông nó là món gì mà dạ. Ông ơi, ngon thế. Món này nó là cái món phi tang. Nhưng mà nó là thịt chó gì? Đấy. Chó phi tang. Này có chó là có chó hấp này. Rượu mận này. Chả chó này, sáo chó này, bây giờ lại có thêm một món chó phi tang. Món mới đúng không? Em con nó đặt tên đấy. À mà ông này, báo ông một tin vui. Anh báo cho ông tin vui đi. Thế để ông ăn miếng đi. Đây, để ông tỉnh đấy. Đây, ngon ăn không? Ngon. Thế ông uống phát xong. Đây. Rồi. Rồi, bây giờ nhé, như thế nào để kể cho ông nào? Ông ơi, chiều nay nhé, lúc con đi rút rơm rồi để con về thui chó,
thì con nghe thấy thế này. Quan âm người ta chạy qua chỗ con. Thế sao nữa? Thế người ta bảo theo thế này là bắt được con chó cắn quan lớn rồi. Đấy. Hay quá. Lại còn bắt được cả cái thằng chủ con chó rồi. Không phải ông mà cũng không phải chó nhà ông. Thế luật pháp nghiêm minh thế. Cậu chó nhà của ông được minh oan rồi. Thôi bây giờ thế này, ăn xong á, chúng mày đi đưa cậu chó của ông về đây nhá. Đưa cậu chó nhà ông về. Đưa làm sao được nữa. Đưa làm sao, sao không được. Đi ủng cái này xong. Cậu chó nhà ông nằm đây, trên đây, mâm này đây rồi. Ông vừa ăn thử đấy. Ông vừa ăn cậu đấy. Chúng này cứ đùa. Sao này dạo này vui tính. Không phải vui tính đâu ạ. Ông thấy nó, con chó nhà ông nuôi nó dài. Ôi giời ơi, cái loại chó đuôi dài á, thịt nó nạc nó tận ra. Rồi ôi, ăn con chó vừa thơm vừa ngon thế mà ông lại còn không nhận ra là chó nhà ông à? Thế ông chả bảo bọn con là phi tang còn gì nữa. Thế... phi tang đây. Thế cái con chó nhà ông nó đang nằm ngoan ngoãn ở trong cái đĩa này á. Vâng, ông vừa ăn nó đấy. Tao giết nó. Sen ơi, Sen ơi. Dạ. Mang cái dạ ra đây. Dạ. Ôi trời ơi. Đi thì nó hẳn hói rồi, đi. Ngày hôm qua đã bị bà mắng rồi mà cũng bỏ được cái dáng đấy. Cái dáng đấy bà nhìn bà ngứa mắt lắm. Mà tao cũng ngứa mắt. Này, thế mày đang làm gì đấy? Ôi trời ơi, con dậy từ sáng sớm con cơm nước cho ông xong hết rồi. Con mời ông vào chơi. Ôi trời. Mới sáng sớm mà bắt tao ăn cơm á? Không được, tao không ăn cơm mà buổi sáng được. Cơm tao để buổi trưa. Bây giờ tao khoái ăn sang. Khoái ăn sang là gì ạ? Là sáng tao ăn khoai. Ô hay. Thế là bây giờ ông đòi ăn khoai? Luộc cho tao mấy củ. Nhưng mà con cơm nước xong hết rồi, con dọn lên mâm rồi. Không nói nhiều. Xuống luộc khoai cho ông. Dạ vâng, con đi luộc khoai cho ông. Rồi đi. Cứ vòng va vòng vèo này nhìn cứ như con bọ gậy. Ơ cái thằng này mày làm sao thế nhỉ? Tao nói cho mày nghe. À này, mày tao với ai đấy? Mày tao với ai đấy? Mày tao với ai đấy? Thì anh. Anh nhá. Thì ông. Cái quả mít nó như thế này, cái gai nó như thế này mà bảo là mít mật, quả này là mít dai ông ạ. Ôi cái mũi mày bị điếc à? Thế mày ngửi mà mày không biết mít mật hay là mít dai à? Nhi, người ta muốn biết quả mít mật, mít dai, đưa đây. Tôi phân tích đây. Đấy, này, là tao vỗ vào thế này, rồi tao nhìn cái gai. Mà rõ ràng nó là mùi mít dai mà ông cứ kêu là mít mật. Ủa làm sao mà biết được, khổ quá, cái mùi nó như thế này mà lại cứ bảo là mít. Thế nào, mới sáng sớm này ngày ra, chúng mày sang đây đứa thì bảo là mít mật, đứa thì lại bảo mít dai. Cứ loạn xạ cả lên. Này, ông mà điên lên ông gọi chó ra cho mỗi thằng một phát bây giờ đi. Ông đừng có nói to. Sao? Ông quên là dòng họ nhà ông vẫn còn nợ dòng họ nhà tôi một mạng đấy nhá. Quá nhiều ân tình nhà ông nhá. Trời ơi, này cả bộ cái. Có mỗi một cái chuyện còn con đấy là. Cái chuyện mà cụ nội nhà mày. Cứu ông nội của bố tao lúc suýt chết đuối ở bờ sông chứ gì. Giời, anh cầm đấy, tôi nói cho ông hiểu. Giải thích thế mà ông giải thích. Bố của ông nội, tức là cụ, thì nên người ta giải thích là cụ nội nhà tôi cứu sống cụ nội nhà ông. Thế cho nó nhanh thì còn bố của ông nội. Quá dường dà. Nhưng tao không thích nói kiểu đấy. Tao thích nói chuyện bố của ông nội. Thì sao? Tóm lại là không có cụ nội nhà tôi thì... chết cụ ông rồi. Đúng rồi. Này, đừng cứ lợi dụng để chửi tao nhá. Không. Thế bây giờ chúng mày sang đây có việc gì? Nó cứ cái với con là mít dai. Con thì con bảo mít mật. Con ngửi mùi một phát con biết ngay. Đây ông ngửi đi. Ông ngửi. Đây ông nhìn mà xem. Ông nhìn cái gai này đây đúng là mít dai không? Ông nhìn mà xem quả này mít dai rõ ràng. Ông cứ kêu là mít mật. Ông cứ cầm lấy. Ông xem. Này, dai hay là mật? Úi giời.
Nhìn thế này mà chúng mày cũng không biết. Đúng là cái đầu chúng mày không biết để làm cái gì. Có cái đầu là phải suy nghĩ. Được không? Phải suy nghĩ. Thì mới nhìn ra đâu là mít mật, mít dai chứ. Thế bây giờ muốn quả ra mít này là mít gì thế thì làm nào? Là rốt. Để muốn biết thế nào là mít mật, mít dai thì hãy dòng tay lên mà nghe tao dạy đây. Dạ, dạ. Bắt đấy. Dạ. À, trước tiên ta cần để quả mít thật cay ngắn. Và sau đấy bổ đôi quả mít ra. Ừ. Thế lúc đấy biết thế nào là mít mật, thế nào là mít dai ngay. Đúng rồi. Cứ bổ nó ra, ăn thử là biết ngay là mít mật hay mít dai. À. Anh em mình nên từ từ, no đau hết cả bụng. Tức bụng quá. Vừa được ăn mít lại ăn ngay tại nhà lão ấy, thế sướng. Ngon nhỉ. Mà cái thằng chân cho anh ngồi đây. Đây, đây. Cái thằng mà nó hứa với mình là nó gặp mình nó trả mình đâu rồi nhỉ. Nhưng mà ngon. Cái quả mít nhà lão ngon thật. Nuốt cả sơ đấy. Này. Chúng mày làm cái gì mà lâu thế? Mày xuống đây. Xuống đây. Hai thằng chúng mày xem là ông ấy xích con chó lại chưa? Rồi. Xích rồi mà bảo mày ông xuống đây. Ông thật vào chuồng rồi. Mày cứ xuống đây, xuống đây nhìn nhé. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Quả mít ngon ăn hết cả sơ. Này, đây tao hỏi. Thế mày bảo với anh em thế nào? Bảo với anh em tao nào? Thì bảo là... Này, hai cái quả ở dưới này chưa chín đâu. Cái quả ở trên cùng cái gà mới chín. Đấy. Ôi giời, biết rồi, ông cũng phải chỉ đạo. Con ăn trộm mấy lần rồi con biết. Cái quả nào nó chín là nó sẽ thơm mà. Ừ, đúng rồi, quả nào chín sẽ thơm. Đấy, cái quả tít 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 ở trên em ấy. Ôi ông ơi. Này, tên mít nhà mày đấy à? Dạ, không ạ. Không, không mà hái gì đúng không? Ông ơi, ông tha cho con ông ơi. À, mày muốn ông tha gì? Dạ. Thế thì chịu khó ôm cái gốc cây đấy ngồi cho tao 2 canh giờ. Ôi trời ơi, thế thì chết con rồi. Ông ơi, ông tha cho con. Bây giờ nhá, đem cậu chó của ông ra đây buộc ở dưới gốc cây mít này. Đã chưa hả? Ôi trời ơi. Chứ ở đấy mà chờ nhá. Ôi ông ơi. Sen ơi, chị Sen, chị dắt cậu chó ra đây đi. Ôi trời ơi, gặp ông lại còn gặp cả ông chó thì chết tôi rồi. Còn ở đây ạ. Ôi trời ơi. Đấy, tao làm xong hết cả rồi. Tiền đâu? Ở đây. Như đã hứa. Rồi. Tiền đây. Đưa đây. Cái gì đấy, đưa tiền. Đưa đây gần húi húi cái gì, mày không phải làm trò. Mày định không trả gì? Đây, có 2 hào. Rồi, 2 hào này. Ba thằng chúng mày chia nhậu nhá. Cái thằng ngu. Mỗi hai anh em mình nó lại bảo chưa ba người chẳng biết ái nhỉ. Cái này của tao đấy. Đưa tao một đồng. Vừa đi ông cầm rồi thì nhá. Đưa lúc nào? Vừa đưa xong tay ông cầm một đồng này của tôi. Mày điên à? Đưa lúc nào? Đừng đùa, đưa đây. Ông cầm rồi, ông đừng có đùa, đưa đây. Lại có mỗi hai anh em ở đây, thế cứ ông không cầm rồi thì ai cầm? Thế tao cầm lúc nào? Cầm, tao cầm. Chúng mày giỏi thật. Sao ông dám ăn trộm mít của tao? Đây còn mít ngon lắm rồi, bán được nhiều tiền lắm. Ngon thì bọn con chúng mày con. Mày muốn chết không hả? Tại vì chúng nó đố bọn con chứ bọn con thì chả dám thế. Nó lại nhưng thách mà công nhận mít nhà ông ngon. Con nuốt cả hột ông ạ. Ăn chơi cũng ngọt. Đúng, mít nhà ông rất ngon, rất ngọt. Nhưng mà ông cũng lại xin báo cho mày một tin buồn là thế này. Tin gì ông? Ông cũng nhỡ tay ông tẩm thuốc độc vào mít dầu. Chỉ sáng mai thế? Thôi, chỉ sáng mai thôi, chúng mày sẽ đi thăm ông bà ông vải hết, đi vui vẻ nhá. Ông ơi, con xin ông giết anh em chúng con à? Ông ơi, dù sao đi chăng nữa,
thì họ nhà ông cũng nợ nhà con một mạng người. Ông tha, ông cho xin thuốc giải ạ. Thôi được rồi, nể là cái ân nhân cứu mạng ngày xưa đúng không? Thì bây giờ thằng kia đưa lốt đồng tiền lại. Đưa xong ông có đưa thuốc giải không ông? Thấy, nể một tấm chân tình, nể các cụ nhà mày. Ông báo cho chúng mày biết là ông chả tập cái gì cả. Ông lừa anh em chúng con à? Thôi cũng được. Dù sao thì anh em mình cũng được ăn mít, hiểu không? Đau quá thầy ơi, con đau quá. Ôi trời ơi. Ngủ trường mắt rồi còn kêu cái gì? Đau thế nào? Không biết nữa. Ngồi theo hỏi xem nào. Ôi trời, sao lại má sưng to thế này? Đau quá thầy ơi. Con sen đâu rồi? Con sen đâu? Dạ. Mang cái dạ lên đây. Dạ. Bẩm ông. Ông cho gọi con ạ. À? Thế cậu làm sao thế này? Sưng hết cả má lên. À? Mày trông nom cậu thế nào? Mày tát cậu đấy à? Ôi, dạ không ạ. Ôi, con nào dám ạ. Dạ, cậu đáng yêu thế này, yêu còn chẳng hết nữa là sao con lại dám tát cậu ạ? Có đúng không hả cậu? Thế tại sao má nó bị sưng thế này? Ông hỏi con thì con biết hỏi ai ạ? Thế thì mày phải hỏi nó chứ. Con hỏi ai? Cậu đau ở đâu ạ? Đấy. Thôi chết rồi. Đâu con xem nào. Ui, sao má sưng to thế này ông nhỉ? Ui, hay là cậu bị con gì đốt ạ? Thế bị làm sao? Tối hôm qua vẫn bình thường, mà sáng nay thấy cứ sưng sưng đau đau kiểu gì. Thì ra là đến sáng hôm nay mới thấy sưng thấy đau hả cậu? Ui dồi ôi. Ông ơi, theo con thì thế này ạ. Bây giờ á, đưa cậu đi sang thầy lang khám luôn đi chứ cậu ở nhà đôi co thế này mất thời gian lắm ạ. Ai đôi co thế với mày? Dạ, ý con mình cứ đoán giả đoán non. Thế này thì cậu lại càng đau hơn. Ông đưa cậu đi khám luôn đi. Tự nhiên đường lạnh, tự nhiên lại sưng má đi. Thôi, đưa đi. Đi cậu, đi. Ôi đâu đi? Ôi đi đâu đây? Bà, đi đâu đây? Bà ơi, cậu đang sưng vù hết cả mặt lên đây này. Ui dồi ôi, sao lại sưng như thế này? Sao không cho nó đi đi? Đang cho nó đi thì thế bà vừa mới quát là đi đâu đấy còn gì nữa? Cậu nó đến nhà thầy Lan đi. Cậu con đến, đi luôn đi. Lừa tường đây còn cậu cái gì? Cậu con nó đến nhà có mỗi mụn con, nó đang ốm đau như thế này. Cậu mà đến hẳn nhà thầy nhá. Không phải là cõng ra đầu kia rồi để bắt nó đi bộ đâu đấy. Lớn trường xác rồi, cậu nào. Cậu lên cẩn thận ạ. Đỡ cậu lên. Dạ, dạ. Ôi. Cẩn thận, chân. Thật ra cái khổ này. Ông đi nhanh nhá. Ông ơi, ông đi cẩn thận nhá. Ôi, thế con này. Con này. Dạ. Ôi, thế tao là chủ hay mày là chủ? Thế hóa ra bà đã cái gì, đi vào chuẩn bị đồ cho cậu nhanh lên. Nhanh. Dạ. Ô, hay nhỉ. Rồi, khổ thế chứ này. Tự nhiên này. Thầy ơi. Gì? Con hỏi năm rồi thầy cõng con đi. Cái gì mà cõng? Tỏ như con tịnh thì cõng cái gì? Nhưng con đau lắm. Đau thì bận sau mình mới chữa nhá, nghịch cho lắm vào. Con có nghịch đâu, nó tự bị mà. Tự bị thì bây giờ phải đến thầy lang thì thầy mới chữa cho khỏi chứ. Kêu nhiều. Thôi đi. Này. Ôi trời ơi. Trời ơi, người ta bảo là cứu người như cứu hỏa. Thế mà đi từ bao giờ đến giờ rồi, bây giờ hai thầy trò mới ở đây.
đi mới đứng cái gì. Vừa ra khỏi cửa là nó hỏi cứ như vẹt ấy. Đấy, mặt nó sưng như thế, cái mồm nó như vậy mà nó có loảng, nó ngưng mồm đâu. Thôi, đi nhanh lên, đi. Thôi, tiện đây có mẹ đi rồi. Thôi, mẹ dắt con đi cho nhanh. Cõng con nó đi chứ. Đấy, thầy cõng con luôn đi. Đơ để u nói. Hết mẹ thì đến con hành xác rồi. Lớn thế này, đùng như còn cõng. Nó nhảy lên chứ. Mỗi một con nó đang ốm đau. Có thằng con cũng không cõng lên thân. Đây. Ôi giời, khổ thật tôi không gì được. Tuất. Dạ. Thầy gọi con ạ. Tao gọi con mực chứ tao gọi gì mày. Thầy gọi con mực thì thầy phải gọi là mực. Thầy lại cứ tuất làm con cứ tưởng. Ồ, thế con mực ấy nó là con gì? Con chó ạ. Thế con chó thì nó gọi là gì? Là tuất ạ. Thì tuất thì có phải là chó không? Vì tao gọi tuất thì tao gọi nó chứ. Thì, nhưng mà con cũng tên tuất thì thầy... Thế thôi con đi vào con sắc thuốc đây ạ. À, khoan. Dạ. Mày lại đây thầy bảo này. Vâng. Thầy gọi con tuất mà mày lại chạy ra. Có nghĩa là nó có tí tâm linh liên quan đấy nhá. Thảo nào mày ấy, mày đen như con tuất ấy. Mày đen như con mực ấy. Sao lại đen? Con nhìn thế này làm gì đến nỗi đen mà thầy lại bảo con đen. Tao nói là tao nói cái vía của mày ấy. Vía con ạ? Cái vía của mày nó nặng và nó đen như cái con mực ấy. Như nào là như thế nào? Mày thử xem, từ hồi mày về đây mày học thầy đến bây giờ, mày thấy có khách nào đến không? Hả? Thầy ngồi từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, mà cũng chả có ma nào đến khám cả là thế nào? À, cái việc không có khách đấy là không phải do con đâu, mà cái đấy là do thầy đấy. Ô hay cái thằng này, tại sao lại do tao? Hả? Thì do tay nghề của thầy không cao, nên người ta không muốn đến chữa. Tông môn nhà mày, mày có nhìn thấy cái cơ ngơi nhà thầy không? Hả? Trước khi mày đến đây ấy, nhờ có tay nghề cao mà thầy mới có cái cơ ngơi nó thế này. Hả? Mình cái này là do thầy ấy. Thầy có vẩu đâu mà thầy lại đặt là thầy lang vẩu. Nó là ảnh hưởng tâm linh, là ảnh hưởng chỗ đấy đấy thầy ạ. Mày không biết thì cứ hay nói hả? Hóng hớt. Vẩu đây có phải là tên tao đâu. Sao lại đặt tao tên là gió ấy? Mà nhưng cái chữ vẩu này là nó là gia truyền 7 đời nhà tao. Thế tại sao nhỉ? À, con nhớ rồi, có thể là do cái việc truyền miệng ấy, mình làm nó chưa tốt thầy ạ. Này cái truyền miệng chưa tốt. Thế hôm qua ai vừa đưa tiền cho mày hả? Bảo mày đi tìm vợ chồng cái thằng mõ đấy, rồi giao hết làng trên xóm dưới, nói cái tài năng của thầy. Hả? Thì con làm đúng theo ý thầy rồi. Tiền mày nhận rồi, tại sao nó chưa đi giao? Nó có giao rồi thầy ạ. Giao rồi tại sao lại chưa có khách hả? Thế thì làm sao con biết được ạ? Ôi giời ơi, thầy bảo này. Dạ. Có khi thôi mày về. Sao lại về ạ? Con sang đây để học cái nghề của thầy, mà tiền thì con đã đóng cho thầy rồi. Đã học được cái gì đâu mà thầy tự nhiên lại đuổi con về ạ. Học thì chỉ cần học ít thôi. Cái điều quan trọng ấy là phải hành. Phải thực hành. Mày ấy là cứ về cái nghề này, cái nghề thầy lang này, là cứ về chữa nhiều đi, chết nhiều đi rồi được. Sẽ có nhiều kinh nghiệm. Ôi, thầy ơi, có khách thầy ạ. Đấy. Có khách à? Vâng. Ừ. Con đã bảo rồi. Không phải là do vía của con. Thôi, để con ra con mời vào thầy ạ. Mày ra ấy. Khoan, từ. Dạ. Mày ra nhưng không mời vào. Đuổi về. Sao lại đuổi về ạ? Tao bảo đuổi về là đuổi về. Bây giờ là hết giờ làm việc rồi. Nhưng mà hôm nay thầy đã làm cái gì đâu ạ? Chưa làm cái gì cũng đuổi về nhá. Thầy cũng phải nghỉ ngơi chứ. Ra đi. Vâng, thế thì để con ra con đuổi về ạ. Đây. Nói thế thôi.
Nhưng nếu nó về thì phải kéo nó vào đây ngay, hiểu chưa? À, con hiểu rồi. Ừ. Ý là mình phải làm tăng cái uy tín của mình đúng lên rồi. Làm ra vẻ là những là đông khách. À, à dạ vâng. Để ạ. Cho nó mới vào nhá. À, ừ. Con hiểu rồi. Ừ. Thế để ra con ra con mời vào ạ. Ừ, dạ. Ừ. Khẩn trương lên. Dạ, mời ông bà vào đây ạ. Ôi giời. Gớm. Thầy ơi. Sao nhà đến nhà thầy xa quá. Ôi giời ơi. Thầy chào à. Ông bà Phú Thượng. Ui giời, lâu lắm rồi. Mày ngủ đấy à? Cậu còn nó có một tí mà. Ờ, này. Dạ. À, tốt này, mày đứng đây để làm cái gì? Dạ. Mày xuống bếp sắc thuốc đi, bao nhiêu người đợi. Làm gì có ai đợi à? Ôi giời. À vâng ạ. Thầy ơi, lần sau thầy nhận ít đơn thôi. Bao nhiêu đơn thế, một mình con làm sao mà kham nổi ạ? Quá, nhưng mà ai cũng muốn thầy chữa, mà thầy thì không nỡ bỏ ai cả. À, dạ vâng ạ. Thế thì con chào ông bà, con chào thầy, con chú con sắc thuốc ạ. Mày dạ. Đi đi, đứng đây ám thầy mãi thôi. Ờ thế, lâu lắm rồi mới thấy ông Phú ốm nhỉ? Ốm đau gì đâu. Ồ, thế không ốm thì sang đây làm cái gì? À, hay là bà ốm hả? Lâu lắm mới thấy bà sang đây chữa bệnh đi nhá. Thầy lại của quan. Hả? Tôi không có ốm đâu. Ủa thế à? Thế thì ai ốm? Con ốm ạ. Ờ, thế là con ốm à? Không biết. Để thầy xem nào. Con ngồi dịch sang đây. Thế thấy trong người thế nào? Không biết ạ. Tiên sư, mày giống ngay cái thằng thầy. Thầy nói cái gì đấy ạ? ý tôi bảo là nó giống hệt thầy nó. Tức là thầy, tức là bố ấy. Tức là giống ông ấy. À, đây, con nhà Tông không giống lông thì nó cũng giống cánh. Đúng không? Đúng. Thế thầy hỏi lại nhá. Thế con thấy đau ở đâu? Không biết ạ. Sư cái mồm không biết không biết. À, đây rồi. Nó đâu ở đây? Thôi chết rồi. Nó đau ở mồm đây này. À. Mà cái bệnh này nhá, không cẩn thận nhá, tuyệt tự tuyệt tông. Nhà ông là sẽ tuyệt tự tuyệt tông. Thầy, tôi cháu nó có bệnh thì vợ chồng tôi mang đến nhờ thầy chữa. Sao thầy lại của quan tuyệt tự tuyệt tôn gia đình chúng tôi thế hả thầy? Ừ. Cái bà này, tôi là thầy thuốc, làm sao tôi dám nói bừa nói ẩu được. Nó bị quay bì, mà quay bì thì nó sẽ liên quan đến chạy hậu. Mà chạy hậu tức là không có hậu, không có hậu tức là tuyệt tự chứ còn gì nữa. Ôi thầy ơi, thế chăm sự nhờ thầy cứu cháu đó ạ. Ôi trời ơi, cái bệnh này là khó chữa lắm bởi vì nó mất sức, nó mất công, rồi nó lại mất mất nhiều tiền. Vâng, thế tóm lại là thầy cứ xem nó hết bao nhiêu tiền. Không phải là cái chuyện tiền, mà cái bệnh này này, cái bệnh này là cái bệnh nó lây, nó sẽ liên quan đến những người nào mà nó tiếp xúc trực tiếp. Bởi vì cái bệnh này nó sẽ lây qua đường nước bọt, rồi là qua đường thở, mũi này, thở này. À, thế thầy hỏi nhá, ở nhà ấy thì có ai là hay ôm hôn con không? Âu yếm con không? Nhà không biết ạ. Ok, ừ. Sao thầy không biết con? Thầy hỏi lại này, thế có ai hay ôm ấp con, rồi là thơm vào má con không? Thơm vào trán con không? À, có chị Sen ạ. Chị Sen à? Ôi thôi xong rồi. Thế thì chị Sen cũng sẽ bị lây của nó rồi nhá. Ông phải đưa cả cái con Sen sang đây. Tôi chữa luôn cho cả hai đứa. Cái bệnh này là phải chữa tận gốc. Không thì ví dụ như con Sen và thằng này nó lây cho một người nào nữa thì có mà toang hết nhá. Ôi dồi, thế này thì xin thầy chữa cho cả tôi nữa. Ô hay, sao lại chữa cho cả ông? À, thế hóa ra là
ông cũng hay ôm hôn cái thằng này à? Không, chả là thì tôi thấy cái con sen nó yêu quý con tôi quá, nó có ôm hôn thắm thiết thì tôi cũng bày tỏ cái tình cảm của tôi cũng ôm hôn thắm thiết con sen ấy. Chắc tôi cũng bị lây rồi. Rồi. Nhưng mà từ bà cũng bị lây rồi. Tôi làm gì mà lây tôi? Tôi hôm qua tôi chẳng đã bôn bà cho cái gì nữa. Thôi. Chết rồi. Không cho con về à? Thôi, ở lại đây với thầy, rồi hai thầy trò mình cùng chữa. Thế thầy cũng bị à? Con về và con hỏi u con. Vào cho nó nhanh. Nhà con có cổng chính kia sao không đi? Nó bảo nó đi tắt mà này. Thôi ông ngồi đây uống nước nhá. Để con vào con gọi nhà con ra đây. Này, tại sao gặp lúc nào cũng bảo gặp nhà con, tao gặp mày không được à? Ngồi đi. Ông cứ khéo đùa chứ, ông gặp con có gì đâu. Thế là không có gì. Đầy thứ này. Mấy ông gặp con để ông hỏi. Ông hỏi gì ạ? Mày xoay gấu xem nào. Mấy đứa rồi? Chả giấu gì ông. Nhà con yếu, người nhỏ, được cái nhanh. Nên được có 5 đứa thôi ông ạ. À. Thế mà còn yếu. Rồi cái 5 cái thằng đấy là tiếp tục làm mõ. Để cái sòn như thế để nghèo vĩnh viễn nhá. Hết kiếp này đến kiếp khác. Ông nói cứ như là thầy phán ấy ông nhỉ? Ôi, thầy phán ấy còn phải gọi ông bằng ông. Đưa tay ông xem nào. Ông sẽ bắt mạch cho con. Ông đập cho nó lên mạch. Nổi lên rồi đây này. Ôi buồn. Chịu khó thì đi xem chứ thì... Ông làm gì vậy? Ôi dồi. Cái con này làm sao mà mày cứ phải dãy nảy ra thế hả? Ông làm gì thế ạ? Ông đang nghe mạch. Người ta xem mạch thì bắt mạch bằng tay, còn ông phải nghe mạch bằng tai. Hiểu không? Cái số của mày ấy, lúc sớm thì rất là vất vả. Còn cái khi muộn ấy thì... Ông ơi, muộn thì sao hả ông? Mình thế còn khổ à? Mà trèo lên từ bao giờ đấy? Con trèo lên đây từ sớm nhưng mà con ngủ muộn. Nhưng mà con dậy từ lúc mà ông hỏi nhà con là đẻ được mấy đứa, rồi sau đến cái đận là ông vỗ tay nghe mạch, rồi đến cái đận sớm mới muộn đấy ông ạ. Cô hai, thế không nghe tiếng gì à? Dạ có, con khóc ạ. Con khóc thì sao? Mẹ cho bú. Giỏi, đi vào nhanh lên. Đây toàn người lớn không có nhu cầu nhá. Ôi, quát vợ thế. Thôi, vợ con nó vào cho con bú. Làm gì mà ông phải ngó sâu thế? Tao ngó vợ mày đâu, tao ngó vợ tao ấy. Muốn ngó vợ ông thì phải ngó bên kia. Biết là nó trốn ở cái ngách nào, tôi ngồi ra nói chuyện. Nói chuyện gì? Mà ông sang nhà con có việc gì đây? Đầy chuyện, đầy việc. Việc gì? Tóm lại, mày ra đóng trong cái cổng. Đóng cổng á? Ừ. Ui giời ơi, nhà con làm gì có ai vào. Mở còn chả có ai vào nữa là đóng. Mà từ sáng giờ ông sang đây ông gẹo vợ con này, sao chả lo đóng cửa đi? Gẹo đâu mà gẹo. Những cái ăn thì không nói có đấy. Cả năm nhà mày không có ai vào, nhưng hôm nay khả năng là bà sẽ vào.
lộ rồi. Lộ à? Ừ. À, hiểu rồi. Chắc lại giống vụ con nở. Với cả con mụ mít cái gì. Giống thế nhưng mà nó lại khác. À? Ừ. Hôm qua có 1-2 đám, hôm nay 4-5 đám nó kéo đến nhà nó ăn vạ. Mà con nói thật với ông nhé, ông bỏ cái thói trăng hoa ấy đi. Lúc nào ông cũng nhìn vợ người như là vợ mình ấy. Bây giờ như là mới có 1-2 đám, sau này 4-5 đám, sau này còn nát nhà ra cơ. Nhá. Thế ông có phải có cái máu trăng hoa đâu. Các cụ nhà ta nói cấm có sai. Trai thì ham sắc mà gái thì ham tài. Đấy, thế ông vừa có tiền nhá, vừa đào hoa nhá, lại vừa khéo mồm. Chả cần phải tán thì nói chuyện bình thường, gái nó cũng theo. Ông. À. Con thấy hình như cái đoạn vừa rồi nó có cái gì đó sai sai đấy. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là con đồng ý là ông vừa có tiền, vừa có tài. Thế nhưng mà riêng ông bảo là ông khéo mồm ấy, thì con không đồng ý. Khéo mồm là phải có con đây này nhé. Con là mõ của cái làng này nhé. Cái mồm mà con không khéo thì không thể nào mà giao cả cái làng này được nhé. Riêng khéo mồm ông phải hỏi con nhé. Mày có cái gì mà khéo mồm? Con mua cái bài thì cả đời nói đi nói lại như con vẹt thì có gì mà phải khéo mồm? đấy là ông nghe đấy thôi. Chứ còn con chỉ cần mở mồm ra một cái nhé là gái cũng không thiếu gì kém bông đâu nhé. Riêng thằng mõ này nhé. Ôi giời ơi. Mày khéo mồm đâu không phải đi làm mõ nhá. Khéo là phải là ông nhá. Ông chỉ cần nói câu trước câu sau là con gái đã muốn cuốn vào rồi. Thế nó mới hay. Còn nói cho ông biết nhé. Các cụ nói đúng là không có sai. Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì lại quét lá đa. Thì đúng rồi. Nhà con ấy thì làm mõ nên con cháu sau này cũng làm mõ thôi. Với cả truyền thống nhà con ấy là một dùi, một mõ cùng nhau gõ. Đấy. Còn nhà ông ấy thì một dùi mà lại muốn gõ nhiều mõ. Ông không cẩn thận ấy, có ngày là ông mất cả dùi đấy nhá. Cái dùi bằng cái thế này mà làm gì chả gãy. Có cái dùi của ông nhá, này có gõ tới 8 đời nhưng mà bà có nói thật nhá, ông mà không có tiền ấy, chả đứa nào nó theo đâu nhá. Ông có thử mặc bộ mõ như con xem có đứa con gái nào nó theo ông không, hay là ông mặc bộ mõ vào rồi ông đứng ở đầu ngõ ấy, đến ruồi nó còn chả thèm bậu cơ nhá. Mày có dám cược với ông không? Cược cái gì? Ông mặc cái bộ này vào ông vẫn tán được gái thì mày mất cái gì? Ông nói là ông mặc bộ này vào. Ông thích đứa nào cũng tán được. Được rồi, nếu như mà ông làm được như thế nhá. Nếu như mà ông không làm được như thế thì ông làm sao? Thì mày thích cái gì? Nếu như ông không làm được nhá, thì từ giờ trở đi ông đừng có mang dùi đi, ông gõ lung tung nữa nhá. Có được không? Nó không làm được thì còn gõ cái gì nữa. Ông nhất trí. Rõ rồi. Ví dụ ông làm được. Nếu như ông làm được thì thằng mõ này sẽ làm thân châu ngựa cho ông cả đời, được chưa? Rồi, nhớ chứ. Rồi, nhớ. Ê, nhưng mà từ từ đã ông ơi. Từ từ. Không. Con nói thế này nhá. Ở cái làng này ấy, thì người ta nhẵn mặt ông rồi. Cho nên là ông có mặc hay không mặc ấy, thì người ta vẫn nhận ra cái mặt ông. Thế cho nên là bây giờ con với ông sang làng bên. Ông mặc bộ mõ xem ông có thích con nào mà ông tán được không nhá. Hả? Ông có dám chơi không? Chơi. Cười của đáo ra. Được. Ông. Ô. Ông ơi. Ôi, này, mõ, mặc cái bộ này trông được đấy. Quách. Con nói không phải gì nhưng mà con nói thật với ông. Con mặc bộ này trông nó sáng sủa, đẹp hơn hẳn ông. Đấy. Chứ còn ông mặc cái bộ mõ của con này, trông nó chả ra cái thằng mõ mà nó cũng chả ra cái thằng nào. Ông là ông đổi quần áo cho mày thôi, chứ không phải đổi thân phận cho mày đâu nhá. Vâng, thì con đâu có dám đổi thân phận với ông. Thế nhưng mà ông ơi. Ông nhớ là ông đã hứa cái gì nhá. Hứa cái gì? Ô, thì ông hứa với con là gì? Ông mặc bộ mõ này vào, đúng không? Nếu như ông không tán được gái
thì ông từ ngày hôm nay trở đi ông sẽ không thêm thê thiếp nữa và ông mất cho con 5 quan tiền đúng không? Ừ. Đúng chưa? Này. Dạ. 5 quan tiền ở đâu ra nhỉ? Thì vừa con vừa nói đấy. Hôm nay nó có đâu? Lúc nãy không có nhưng bây giờ có. Con nghĩ kỹ rồi. Con nói cho ông biết là nếu như con thua, con phải làm thân trâu ngựa cho ông cả cuộc đời. Đúng không? Thì 5 quan tiền đáng gì? Mất công ra đây rửa mặt đấy. Ừ. Rửa đâu bây giờ? Thôi được rồi. Cứ xác định làm người ở cho ông suốt cả đời đi. Dạ nhá. Vâng, được rồi. Thế ông nhất trí nhá. 5 quan tiền. Ra đây rồi không nhất trí còn gì nữa. Vâng, được rồi. Thế đấy, này, của ông làm đi. Đây này. Dạ. Đây thôi. Dạ thôi. Về. À, thế là ông thua nhá. Tôi nói thua thế nào? Sao ông bảo về? Bảo đi tán gái giữa trưa nắng chang chang cái này thì gái đâu mà tán. Ừ. Thôi, theo ông ấy, về để chờ buổi tối trăng nó lên thơ mộng. Ôi giời. Ông nói với con là ông có tài, có số đào hoa, khéo mồm đúng không? Ừ. Con nói cho ông biết đã tài, đã giỏi như thế thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ giờ nào mình cũng làm được hết. Thế mới gọi là tài chứ. Chứ ông lại chờ lúc mà sáng răng nó lên, rồi lúc ấy là trời nhá nhem tối, người ta không nhận rõ cái bộ mặt thật của ông ấy đúng không? Hả? Mặt thật làm sao? Tức là ý con nói là bộ mặt thật, tức là ông nói là ông đẹp trai, ông có tài nói chuyện, có số đào hoa ấy. Hả? Chỉ vào mặt thì thôi. Đúng rồi, mà chưa nắng lên lấy đâu ra gái mà tán. Ui, thiếu gì? Đây, từ. Úi trời ơi, ôi. Ông nhìn thấy chưa? À, con bé kia kìa. Đấy, ông tán nó đi. Cái con này à? Vâng. Vừa lùn. Vâng. Trông vừa bẩn đấy kia. Ừ. Đen đen đấy kia mà bảo ông tán đấy. Ừ. Chứ thì ông không làm được cái gì. Con nói cho ông biết nhá, đã gọi là có tài, có số đào hoa, khéo mồm ấy, thì kể cả đen, xấu, bẩn hoặc là cái gì đi chăng nữa ấy, thì cũng phải tán được, thế mới gọi là tài là giỏi chứ. Ông có làm được không? Không làm thì thua nhá. Cái gì mà không làm được? Cái gì loại như cái con này thì ông chưa kịp bắt hơi nó đã sổ mũi rồi. À thế được rồi. Nó sổ mũi hay không ấy thì ông làm đi. Làm đi, làm đi. Làm đi. Tưởng trường hợp này. Ê, này này. Chân. Chân. Guốc. Guốc làm sao? Ô hay, làm thân phận thằng mõ nhá. Chân đất mắt toét lấy đâu ra guốc mà đi. Đưa lên cho ông. Ông là ai đấy? Đưa đi, nhìn cái gì? Đưa guốc đây. Nhìn mày giỏi đấy. Tán đấy nhá. Lùn ơi. Lùn ơi. Bé lùn ơi. Này này này. Hả? Cái mồm ngang mũi dọc, mắt của ông để trang trí à? Mà bảo ai lùn? Ai lùn? Không, ý anh muốn nói là em là nấm. Ê, nấm lùn gọi là nấm quý của đồng xanh ấy mà. Cái gì cơ? Ê, em là nấm quý. Đấy. Cười rồi nè. Thôi dẹp ra để người ta đi về. Ấy, đi đâu mà vội mà vàng mà lao xuống ruộng mà lại quàng vào anh. Quàng vào đâu? Vào anh. Và anh vào bao giờ? Vớ vẩn đi ra. Ê, cái mồm. Cái mồm làm sao? Cái mồm của em rất xinh. Cái gì cơ? Anh bảo lại xem. Cái miệng của em rất xinh, răng trắng muốt. Thôi cho đi về nhé. Thế từ từ để anh nói chuyện đấy chứ này. Này, sáng nay em vừa đi săn đúng không? Sao anh biết? Chả biết. Này, em bắn ở hơi đầu đấy nhá. Em bắn vào đâu? Bắn vào tim anh ấy này. À, em hiểu rồi. Nhưng mà sáng nay em bắn vào con chó mà. Trời ơi, này, tôi nói cho ông biết nhá. Đúng là mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm. Loại vừa già vừa dê như ông ấy, tôi gặp nhiều rồi. Mà cái kiểu tán gái của ông ấy, nó xưa lắm rồi. Dẹp! Đúng là chả giống ai. Con lùn này vừa đen vừa xấu vừa bẩn vừa ghê gớm nhỉ.
Ông ơi, cái con vừa lùn vừa đen vừa xấu kia, thế nhưng mà lại không tán được, nó mới nhục chứ nhỉ. Mà con thấy là ông ho suốt đấy mà nó có sổ mũi đâu. Cái kiểu gì đêm này nó về nó chả sổ mũi. Thôi đêm thì tính sau, thế là ông thua rồi nhá. Nhá. Biết tôi còn hỏi cái gì nữa? Con hỏi cái gì, thua thì nhận là thua đi. Biết rồi còn hỏi, tức là 5 quan tiền nhá. Tiền nào? Tiền nào? Cái gì? Ông chỉ bỏ thê thiếp thôi. À, cho được tiền rồi. Tiền là mày mới cho thêm ấy. À, thôi được rồi. Cầm lấy đi. Ông không nhận cái gì. Trường làng chiêng trà. Làm cái gì đấy? Thượng hạ tây đông. Thôi. Mày đeo xấu ông trước cả cái làng này đấy à? Ồ, thế sao ông bảo là không có 5 quan tiền? Không có 5 quan tiền thì... Thôi, để đưa quốc đây. Tối răng lấy. Về. Về. Ôi, cảm ơn cô nhé. Cái loại mặt dày này cứ phải bổ thẳng vào mặt như thế cho nó chừa cái thói là dê gái đi nhé. Lại còn xỉn nhục em nữa chứ. Thôi, bớt giận. Này, tôi lấy được 5 quan tiền. Tôi lấy tiền thì tôi chia cho cô một nửa nhá. À, dạ, thêm cảm ơn. Em về nhé. Về đi. Chăng nhá. Chiêng làng chiêng cha.